Thống kê siêu tệ khiến MU bị loại khỏi Europa League. MU chia tay Europa League sau trận thua ngược Sevilla 1-2 ở bán kết diễn ra dạng sáng 17 tháng 8 giờ Việt Nam. MU dẫn trước ngay phút thứ 9 sau cú đá penalty thành công của Bruno Fernandes. Sau đó, họ còn tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Ngược lại, Sevilla có hai bàn thắng do công của Suso và Luuk de Jong sau những cơ hội ít ỏi tạo ra. Theo thống kê được đưa ra từ tờ The Sun, MU đã có đến 35 cú dứt điểm ở hai trận gặp Copenhagen và Sevilla nhưng chỉ ghi được hai bàn. Đều từ chấm penalty của Bruno Fernandes, không ai có thể nghĩ rằng, ở cả hai trận này, bộ ba tấn công Rashford, Marcel, Greenwood, những người đã ghi đến 62 bàn mùa này, lại chẳng có nổi một pha lập công, thủ môn Bao của Sevilla có một trận đấu để đời với những pha cứu thua xuất thần, tuy nhiên. Các chân sút MU đã không đủ sắc sảo để xé toang mảnh lưới của Sevilla, chúng tôi đã có một vài khoảnh khắc thăng hoa trong hiệp hai mà lẽ ra đội phải ghi được một vài bàn thắng, thật đáng thất vọng khi đội không thể ghi bàn. Bởi MU có những cầu thủ chất lượng, huấn luyện viên MU Ole Gunnar Solskjaer cho biết trên BT Sport, tiền vệ Bruno Fernandes nói thêm: "Chúng tôi đã có khởi đầu thuận lợi, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều đã bỏ lỡ, thủ môn của Sevilla đã chơi tốt nhưng với chất lượng cầu thủ của MU" Lý ra đội phải ghi bàn, thua Sevilla, MU có trận thua thứ ba tại bán kết một giải đấu cúp mùa này, trước đó. Họ đã thua Man City tại cúp liên đoàn và thất bại trước Chelsea ở FA Cup. Cựu tiền vệ MU Ponskol cho rằng quỷ đỏ cần quyết tâm mua Jadon Sancho để giải quyết bài toán trên hàng công. Đội bóng đã tạo ra các cơ hội ở trận này và nếu có Sancho trong đội hình, tôi nghĩ MU sẽ có bàn thắng. Skol chia sẻ, hiện tại Borussia Dortmund đang đòi 108 triệu bảng cho Sancho, còn MU chỉ muốn trả 90 triệu bảng theo Ponsco. Nếu muốn có danh hiệu mùa tới, MU phải mạnh tay chi tiền. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24h, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.